khạc da đờm, khò khè, khó thở, mệt mỏi, suy kiệt là những dấu hiệu cấp cứu do tình trạng khó thở của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn. Đây là một loại cấp cứu có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân. Với bệnh nhân bị mắc phải bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đây là một cái bệnh mà không thể khỏi được, không thể hồi phục. Và theo thời gian thì bệnh chỉ có tiến triển nặng lên theo thời gian. Việc điều trị, nếu bệnh nhân được theo dõi và điều trị tốt thì cái việc điều trị nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng khó thở cho bệnh nhân và làm chậm cái tiến triển nặng lên của bệnh. Nếu như với những bệnh nhân bị mắc bệnh này thì thường xuyên bệnh nhân sẽ có thể có các cái nguy cơ bị mắc phải các cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có thể khó thở nặng lên, suy hấp, và nếu như không được xử trí kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhân Lương Văn Giao, 59 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội, vào Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 22 tháng 6 năm 2013, trong tình trạng cấp cứu do khó thở. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bệnh nhân có một đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh nhân này thì trước đây có tiền sử hút thuốc lào từ rất là nhiều năm, thế và tiền sử ho khạc đờm mãn tính khó thở từ khoảng một năm nay. Cách đây khoảng gần một năm thì bệnh nhân đã phải nằm viện bệnh viện tỉnh điều trị một đợt vì ho và khó thở. Đợt này thì bệnh nhân vào viện cũng vì cái triệu chứng ho và khó thở tăng lên, diễn biến ở nhà khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân có sốt và ho khạc đờm đục kèm theo khó thở tăng dần, đã vào bệnh viện tỉnh điều trị một đợt 3-4 ngày không đỡ thì sau đó chỉ chuyển lên khoa cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai. Trao đổi với bác sĩ, bà Tạo, vợ ông Giao không giấu nổi sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng mình. Biết ông có sức khỏe yếu đã nhiều năm, nhưng chỉ ngỡ là căn bệnh hen suyễn thông thường. Đến khi nhập viện cấp cứu, bà mới biết căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã khiến cho sức khỏe chồng mình suy sụp đến nhường này. Tại vì lần này nó quá nặng quá, không thể nào mà mới kịp được thì bảo phải cho lên bệnh viện huyện coi như là 12 ngày, nhưng mà không đỡ thì bệnh viện huyện thì coi như là lại điều lên trên bệnh viện Bạch Mai. Cũng theo các bác sĩ, căn bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính đã hủy hoại cơ thể của ông Giao một cách trầm trọng. Trên giường bệnh, dường như ông chỉ còn da bọc xương, ánh mắt khép hờ, và hiện nay ông vẫn phải nhờ đến sự hỗ trợ của các loại máy móc để có thể thở được. Khi chuyển lên khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai thì bệnh nhân được đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập. Không khoảng một ngày sau đấy thì tình trạng bệnh nhân đỡ hơn một chút và được rút ống nội khí quản, thở máy không xâm nhập. Và sau khi theo dõi ổn định nửa ngày thì bệnh nhân được chuyển lên trung tâm hô hấp của chúng tôi. Thì sau ngay khi mà lên trên trung tâm hô hấp thì bệnh nhân cũng trong cái tình trạng khó thở, thể trạng rất là gầy và suy kiệt, nhịp thở 35 lần một phút, tím tái, có siêu hấp, oxy mao mạch đo ở đầu ngón tay chỉ được 65%. Thế thì ngay khi mà lên thì bệnh nhân đã được tiến hành cho thở oxy, thở máy không xâm nhập và sử dụng các cái thuốc chống viêm, thuốc giãn phế quản để giúp cải thiện cái tình trạng khó thở. Hiện tại thì bệnh nhân đã lên khoa đến bây giờ là ngày thứ hai và đang thở máy. Ngày hôm nay thì tình trạng bệnh nhân đã cải thiện cũng tốt hơn một chút, tuy nhiên thì bệnh nhân vẫn còn rất là mệt và khó thở. Đây không phải là trường hợp duy nhất phải cấp cứu do tình trạng khó thở trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, ngày nào cũng tiếp nhận 7-8 ca bệnh nặng như ông Giao, vì đây là một căn bệnh khá phổ biến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong 4 bệnh hàng đầu về mức độ gây tử vong trên thế giới sau ung thư, tim mạch và HIV. Hàng năm có hơn 3 triệu người chết do bệnh này. Bệnh có diễn tiến âm thầm, các triệu chứng ban đầu không rõ rệt, do đó nhiều người bệnh và cả gia đình họ đôi khi nhầm tưởng với các bệnh như viêm phế quản hay hen suyễn. Nhưng bệnh này về sau càng nặng hơn, ảnh hưởng đến các hoạt động thể lực. Từ việc đi đường dốc thì khó thở, đến sau đó, những việc như đi lại nhẹ nhàng hay ngồi một chỗ cũng cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí có người trở thành tàn phế do không hoạt động được về thể lực cũng như áp lực tâm lý. Hậu quả nặng nề nhất là suy tim dẫn đến tử vong. Biểu hiện lâm sàng của bệnh tắc nghẽn tính thì cũng có những cái dấu hiệu lâm sàng chung với một số bệnh hô hấp khác. Ví dụ như hiệu khó thở. Với hen phế quản thì thông thường cái cơn khó thở nếu mà điển hình thì nó
xuất hiện có thể với một số dấu hiệu khởi phát, ví dụ như có thể ngứa mũi, hắt hơi chảy nước mũi, rồi có những cơn co thắt phế quản, khó thở cấp, biểu hiện bằng người bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng cọ cửa trong lồng ngực. Những cái cơn khó thở đó thì nó tiến triển một thời gian 5-7 phút, có thể lâu hơn, nhưng mà sau đó hoặc là do dùng thuốc hoặc là tự nó cũng giảm và mất đi. Bệnh phổi tắc nghẽn tính thì ngược lại thì nó có những đợt khó thở nặng hơn, chỉ có cơn khó thở nhưng mà nó không cũng tự mất đi hoàn toàn được, không tự mất đi hoàn toàn được. Thế ngoài ra thì còn có những cái dấu hiệu lâm sàng khác, và đặc biệt là khi mà đo chức năng thông khí của phổi thì thấy có những cái dấu hiệu đặc trưng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là cái sự rối loạn thông khí, tắc nghẽn nó không hồi phục hoàn toàn, kể cả mình cho bệnh nhân khí dung phun hít các thuốc giãn phế quản nó không phục hoàn toàn. Trong hen phế quản thì đại đa số các trường hợp là có rối loạn thông khí tắc nghẽn nhưng mà nó sẽ phục hồi được rất nhiều. Một số gia đình người bệnh, nhất là những trường hợp bệnh nhân ít thăm khám sức khỏe định kỳ, không phát hiện sớm được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi bệnh nhân có dấu hiệu triệu chứng khạc da đờm, khò khè, mất sức, có những lúc lại lầm tưởng với căn bệnh hen suyễn thông thường, tự ý mua thuốc điều trị bằng thuốc xịt hay thuốc đường uống. Do vậy, gây chậm trễ trong quá trình đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời. Đây là một vấn đề rất nguy hiểm trong cấp cứu khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bây giờ mới phát hiện ra, chứ còn trước thì chỉ cứ thấy nói bị là thỉnh thoảng bị viêm phế quản thì là đi chữa bệnh viện huyện. Ở nhà cũng có một cháu là y tá, thì là cháu nó mua cho cái bình xịt đấy, thì về cũng có xịt cho ông thì ông lại dễ thở. Khi đi là tôi đã chuẩn bị cả cái lọ thuốc xịt đi đấy, nếu mà ông tôi khó thở là tôi phải xịt vào mồm cho để cho nó dễ thở để đi. Khi bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn tính mà có cái biểu hiện khó thở cấp thì việc đầu tiên là cho bệnh nhân dùng các cái thuốc điều trị gọi là làm giãn phế quản. Ở đây thì ví dụ như các cái thuốc kích thích beta 2 giao cảm như salbutamol và biệt dược, ví dụ như là Ventolin, cái thứ mà rất là thông thường dùng qua đường phun hít. Và hoặc là nếu những bệnh nhân lớn tuổi nặng mà trước kia đã có bệnh nặng rồi thì nhà có thể có máy khí dung, thì cho bệnh nhân khí dung những cái thuốc giãn phế quản đó. Thì sau khi phun hít những thuốc giãn phế quản mà thấy không đỡ thì nên đến cái cơ sở y tế để... Bệnh nhân Lương Văn Giao là một trong những trường hợp bệnh nhân may mắn qua được cơn cấp cứu khó thở điển hình thường gặp đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Gia đình người bệnh đã có sự chủ động trong việc lưu giữ các loại thuốc xịt giúp giãn phế quản. Thuốc này làm thay đổi trương lực cơ trơn đường dẫn khí và tăng FEV1 hoặc các chỉ số hô hấp ký khác. Chúng có thể được dùng khi có cơn khó thở hoặc đều đặn hàng ngày để phòng ngừa hoặc làm giảm các triệu chứng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các thuốc giãn phế quản có thể được sử dụng đường toàn thân hoặc tại chỗ. Đối với các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các loại thuốc giãn phế quản hay dụng cụ khí dung được coi như lá bùa hộ mệnh, mà nếu thiếu nó, sự sống của người bệnh sẽ vô cùng mong manh. Sau 4 ngày so với thời điểm lúc vào viện thì cái tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên thì vẫn trong cái tình trạng có thể có nguy cơ suy hô hấp và đe dọa đến tính mạng. Thế thì hiện tại bây giờ bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị bằng các cái thuốc giãn phế quản, đường tiêm truyền và đường khí dung, đường uống, kèm theo là có dùng phối hợp các thuốc kháng sinh, vì bệnh nhân này vào viện là vì có đợt nhiễm trùng, do cái nguyên nhân nhiễm trùng và nó làm cho cái bệnh nặng lên nữa. Thế và đồng thời với lại thở máy. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang theo dõi bệnh nhân hàng ngày, làm xét nghiệm oxy máu động mạch, kiểm tra hàng ngày. Hiện nay, ghi nhận nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phần lớn là các bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Tại Việt Nam có khoảng 15 triệu người hút thuốc lá hàng ngày. Con số đáng báo động này đang có xu hướng ngày càng tăng và có nguy cơ trẻ hóa ngày một cao. Vì cái hút thuốc lá thuốc lào như thế nó dẫn đến cái tình trạng viêm mạn tính của đường thở, viêm phế quản mạn tính, và về lâu dài nó sẽ phá hủy cái đường thở, phá hủy các cái đơn vị hô hấp là các cái phế nang, và gây ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính này. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nó là cái tình trạng bệnh mà rối loạn thông khí tắc nghẽn hoàn toàn của đường thở mà không hồi phục. Bệnh được gây ra do sự phá hủy cái đường thở, cấu trúc của đường thở liên quan đến các cái phân tử và khí độc hại, mà ở đây là phần lớn là do nguyên nhân là khói thuốc lá thuốc lào gây ra.
người hút thuốc lá có thể thấy đầu óc sáng suốt và làm việc có hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài, khi càng hít nhiều khói thuốc, cơ thể bị kích thích tiết ra các chất nội tiết tố liên tục, cho tới khi các chất này bị cạn kiệt. Lúc này, thay vì có cảm giác sảng khoái, người bệnh thấy mệt mỏi hơn, khó tập trung tư tưởng, cáu gắt và suy sụp tinh thần mau chóng. Đối với chung các bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính thì trước hết là phải việc ngừng ngay khi tiếp xúc với các khói khí độc hại. Những người đã hút thuốc lá thì phải cố gắng bỏ càng sớm càng tốt. Những người không hút chủ động thuốc lá mà phải tiếp xúc một cách thụ động với các khói thuốc trong môi trường, ví dụ như có người cùng sống, cùng làm việc trong môi trường ở nhà hoặc là cơ quan mà hút thuốc thì phải cố gắng tránh cái tiếp xúc với khói bụi, khói thuốc lá đó. Do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một căn bệnh không thể điều trị dứt điểm được, nên những đợt khó thở cấp của nó xảy ra cũng mang tính chất chu kỳ. Nhất là khi thời tiết thay đổi hay người bệnh suy kiệt, thường gặp ở những người già, người có tiền sử bệnh này lâu năm. Vì thế, nếu không tuân thủ nghiêm ngặt chế độ điều trị, dự phòng các tình huống xấu có thể xảy đến, thì bệnh nhân sẽ luôn phải thường trực nỗi lo, phải nhập viện để cấp cứu và điều trị. Nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng. Những cái bệnh nhân như thế này cũng sẽ được tư vấn sẽ để tiêm vaccine phòng cúm và phòng phế cầu để nhằm ngăn ngừa cái nguy cơ bị các cái đợt nhiễm trùng, vì mỗi một lần nhiễm trùng nó sẽ làm cho cái chức năng phổi nó lại bị suy giảm đi và bệnh nhân có thể có nguy cơ những cái đợt cấp phải nhập viện. Ở nhà thì trong gia đình thì tại nhà thì ngoài việc dùng thuốc ra, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập phục hồi chức năng hô hấp, tập thở hàng ngày ở nhà, thế và sẽ phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để giúp nâng cao cái thể trạng của bệnh nhân lên. Những lưu ý trong cấp cứu cơn khó thở cấp của bệnh phổi tắc nghẽn. 1. Đặt bệnh nhân nằm ở nơi thoáng khí. 2. Nhanh chóng cho bệnh nhân sử dụng thuốc. Thuốc uống tại chỗ, khởi phát tác dụng nhanh trong vòng vài phút và thời gian tác dụng kéo dài từ 4 đến 6 giờ, còn gọi là thuốc cấp cứu. Các thuốc thuộc nhóm này là Abuterol, Tebuterin, Phenoterol. Nên luôn đem theo lọ nhóm thuốc này bên mình để dùng khi bị khó thở. Nếu phải dùng hơn 12 lần một ngày, tức là bệnh chưa được kiểm soát tốt, hãy lập tức thông báo cho thầy thuốc. Tác dụng phụ có thể gặp là nhịp tim nhanh, nhức đầu, run tay, nên báo cho bác sĩ khi có các triệu chứng này. Thuốc dạng xịt, cách dùng bình xịt định liều không có buồng đệm, Pumicort, Siritide. Mở nắp bình xịt, giữ bình xịt thẳng đứng, lắc kỹ, thở ra chậm. Để bình xịt vào giữa hai hàm răng nhưng không cắn, khép môi xung quanh miệng bình, hơi ngửa đầu ra sau, hít vào chậm và sâu, đồng thời ấn bình xịt, nhịn thở 10 giây. 3. Nếu triệu chứng khó thở vẫn tiếp diễn, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được xử trí cấp cứu kịp thời.